Sáng nay tại Quảng Bình, Trung tâm Hành động bom mìn, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và các chuyên gia đã kiểm tra khảo sát các dự án bom mìn tại đây và tiếp theo là Bình Định. Dự án đã khảo sát gần 17.000 ha và giải phóng hơn 4.000 ha đất bị ô nhiễm tại Quảng Bình và Bình Định, cung cấp thêm đất phát triển cho các dự án tại hai tỉnh này. Buổi kiểm tra thực địa còn là cơ sở để tiến tới một nội dung khác trong dự án là hỗ trợ nạn nhân bom mìn và gia đình các nạn nhân đã được triển khai từ năm 2018 nhằm hướng tới cộng đồng an toàn và phát triển bền vững. Dự án đến nay đã xây dựng cơ sở dữ liệu chính thức của 75.000 người khuyết tật, trong đó có 9.100 nạn nhân bom mìn. Cơ sở dữ liệu này bao gồm cả thông tin đánh giá nhu cầu hỗ trợ, qua đó cho phép dự án cung cấp các hỗ trợ phù hợp đến từng đối tượng.